ba không yêu mẹ nhà một con, không yêu ba lần. À. Ba bỏ rồi. Ba bỏ tụi con đi rồi, không quan tâm tụi con nữa, không về thăm tụi con luôn. Con tụi con không nhớ ba luôn. Con nhớ ba không? Hả? Con nhớ mẹ thôi. Con nhớ mẹ thôi. Con không thương ba? Không. Không hả? Ba không thương mẹ. À, ba không thương mẹ, không thương con hả? Là con không thương luôn. Ủa, bé nói mà nó ướt nước mắt luôn, cả nhà mình nó muốn khóc rồi kìa. Ờ, chú xin lỗi nha. Tuổi khóc luôn cả nhà. Này cho con nè. Là con xé ra con ăn đi. Ha. Bắp chào cả nhà mình. Hôm nay Bắp lại tiếp tục chia sẻ với cả nhà mình một hoàn cảnh của một chị gái. Chị gái này có hai đời chồng rồi cả nhà. Nhưng mà có một điều rất là nghiệt ngã là hai người chồng của chị này đều bỏ chị với lại mấy đứa con nhỏ mà ra đi cả nhà. Hiện tại thì chị gái này đang nuôi bốn đứa con nhỏ. Gia đình thì ở trên một cái đồi núi, cất tạm một căn chòi, sống tạm bợ thôi cả nhà mình, rất là thương luôn. Giờ Bắp mời cô chú anh chị mình lên trên nhà của gia đình để mình tìm hiểu cái hoàn cảnh và cái cuộc sống của họ nha. Phía sau là đồng đội của Bắp này cả nhà mình. Diệu xin chào cả nhà. Anh Diệu cũng có một cái kênh YouTube mới mở cả nhà. Đó là kênh Diệu Lang Thang. Cả nhà mình thương hai anh em qua kênh của anh Diệu ủng hộ cho anh ấy một lượt like, một lượt đăng ký cả nhà mình. Bắp xin cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều luôn. Và có anh Thở nữa cả nhà. Anh Thở đang đi phía sau cuối cùng á. Đang dắt gạo với lại đèn năng lượng. Ủa chỗ nào đi qua đi lên nhà ta? Đường này hả? Đuối không à, hai anh chàng? Phê cả nhà ơi. Hả? Phê. Xin dốc, xin dốc. Đàn ông thanh niên mà. Ngại gì? Đầu đội nón, chân mang dép mà. Đúng không? Như đây nghĩa địa gì đúng không mấy anh chàng? Từ từ cả nhà. Lên dốc. Cả nhà mình ơi, làm gì làm nhớ mua các khu ủng hộ Bắp nha cả nhà mình. Sắp tới nhà rồi cả nhà mình ơi. Phía trước đó là ngôi nhà của gia đình chị gái cả nhà mình. Hình như là Bắp thấy chị đang nấu ăn hay sao á. Chị ơi, em chào chị nha. Dạ. Dạ. Chị chào em. Dạ, mình làm quen chút xíu nha chị. Chị đừng có sợ em nha. Dạ. À, chị đang nấu ăn đúng không chị ha? Dạ. Hôm nay gia đình mình ăn món gì á chị? Dạ. Canh bê ba mít là canh mít. Canh mít hả? Em được bà con người dân khu vực ở đây chia sẻ cái hoàn cảnh của chị á. Dạ. Thì em đến đây em hỏi thăm gia đình mình nha. Đừng có ngại em nha. Dạ. Chị ơi cho em đeo cái micro chị em mình nói chuyện cho nó rõ xíu được không? Dạ. Đừng sợ gì hết á. Dạ. Dạ. Chị thấy em lạ, chị có ngại cái vấn đề gì không? Dạ có, nhưng đâu có gặp em đâu, khi không em tự nhiên lên em chị cũng thấy hơi ngại ngại. Dạ. Gia đình mình là buổi trưa này chưa ăn cơm luôn hả? Dạ chưa ăn cơm luôn. Dạ. Là chuẩn bị nấu canh bít lên để ăn cơm nè. Dạ. Đúng không? Dạ. Không có tiền mua các khô ăn à?
Dạ hả có mua được còn ít. À, cái khô đấy hả? Dạ. Còn được ít nữa cả nhà mình. Cái cơm với lại cá gì mà trắng chặt vậy ta? Biết ta bán. Em có nghe nói là hiện tại chị ở trên này chị nuôi 4 đứa con nhỏ đúng không? Dạ. Dạ. Cái hoàn cảnh của chị thì hình như là chị có 2 đời chồng đúng không chị? Dạ. Chị đúng có rồi. Thể chia sẻ tâm sự với em xíu được không? Chị có ngại về cái chuyện đó không? Dạ, cũng hơi ngại. Dạ. Chị thì nuôi thẳng là 2 đời chồng. Đời trước thì có ba đứa cháu rồi. Rồi người ta không chịu nổi, nhà nghèo quá người ta bỏ đi. Dạ, bây giờ chị cầm cái rổ chị ngồi dưới đây á. Chị vừa làm chị vừa nói chuyện với em được không? Dạ, tại vì không có nhìn thấy rõ mặt của chị. Em mượn cái ghế xíu nha. Dạ dạ. Dạ. Chị cũng vậy, hai đời chồng, đời trước thì 3 đứa cháu rồi. 3 đứa cháu rồi ông cha nó cũng vậy, cũng bỏ đi, thấy nhà khổ quá. Rồi sau này chị lại gặp cái ông sau nữa. À. Ông sau nữa rồi ông nói thương chị, rồi cùng nhau làm nuôi 3 đứa con của chị với lại 2 đứa con của ảnh. Rồi chị cũng dẫn về sống được 3 năm á. Rồi yeah. Anh thấy khó, nhà nghèo khổ quá, anh cũng bỏ đi, anh cũng nản rồi anh bỏ đi. Lúc chị mới sanh cô nhỏ. Dạ. Yeah. Đời chồng trước của chị á là 2 vợ chồng có được 3 đứa con. Dạ. Yeah. Rồi một thời gian sau đó thì chị lại bước thêm một bước nữa. Dạ yeah, đúng rồi. Là lấy thêm một người chồng nữa. Dạ. Yeah. Có cưới hỏi gì không chị? Mà do ở nhà có phong tục ở trên miền núi đây thì làm phong tục thôi. Làm phong tục bên chị thôi. Dạ. Cũng có đứa em của người đó tới vợ. Dạ. Người chồng thứ nhất của chị là người đồng bào mình luôn hả chị? Dạ, người cha thì người đồng bào, còn mẹ thì người Kinh á. Dạ. Còn đời chồng thứ hai? Đời chồng thứ hai thì người Kinh Rặc luôn em ơi. Người à. Người Kinh ở Cần Thơ á. Ôi trời. Bỗng dưng có một cơn lốc xoáy cả nhà. Ở trên này gió lắm. Dạ. Người chồng thứ hai của chị là người Cần Thơ, người miền Tây hả? Dạ, người Cần Thơ. Ủa mà như thế nào mà chị lại quen biết ảnh? Dạ, đi chị lúc đó chị đi làm. Đi làm rồi quen. Dạ, đi làm ở đâu chị? Lúc đó thì đi làm trong Sài Gòn á. À. Chị có quen. đi làm. Mà cái anh chàng đó thì cũng có một đời vợ, 2 đứa con. Dạ. Mà bị vợ bỏ hay như thế nào đó đúng không? Dạ. Rồi mới quen chị. Dạ. Dạ. Là hứa hẹn sẽ dắt con về để ở rồi nuôi con chung luôn. Dạ. Dạ. Rồi chị với cái người chồng thứ hai là có đứa con nào chưa? Dạ, có một đứa. Bây giờ lúc sanh một đứa nhỏ đó là ổng nó bỏ đi rồi, quen người khác rồi. Dạ. Ông bỏ đi quen người khác rồi, chị sanh nhỏ đó cũng ở một mình chị trong bệnh viện. Trong bệnh viện tỉnh rồi thế sau này nghe mẹ ông kể sao rồi ông chạy xuống lo chị được 20 ngày trong bệnh viện. Ngày chị ra viện là ngày ông bỏ đi theo gái luôn. Tới giờ luôn. Ôi, ông nhẫn tâm như vậy. Giờ cũng biết sao nữa, người ta bỏ người ta thấy người ta nói nghèo khổ quá, người ta bỏ người ta đi. Người ta ở với mình người ta thấy khổ quá, người ta chịu không nổi ta bỏ đi luôn. Dạ. Dạ. Lúc mà chị sanh em bé là đang nằm ở bệnh viện. Dạ. Mà ổng không lên chăm sóc, không lên thăm luôn hả? Có lên thăm. Lên thăm ngày chị ra viện là ngày ổng bỏ đi. Ông bỏ đi biệt luôn. Tại em xuống dưới đó là ông có nói rồi, ông nói ông có người khác rồi. Ông không có về với chị nữa.
Trời ơi, sao không vô tâm chứ, không trốn tránh trách nhiệm luôn à. Chị thấy tụi quán nhỏ này xin non mà nó được có 2,4 kg mà người ta hấp nó tới 20 ngày cho bệnh viện á. Dạ. Chị thì lúc đó của chị cũng bị thận ứ nước, người ta cũng cấp cứu chị một phòng, nó một phòng riêng luôn. Rồi mẹ ảnh có kêu ảnh xuống dưới đó lôi cho chị được 20 ngày, đó là ngày chị ra viện là ngày ông đi luôn. Ông đi biệt luôn. Chị có biết là ông có quen người khác rồi. Dạ. Yeah. Tại vì mấy đứa đi làm cũng gặp ông quen người khác rồi. Thì ông về đây ông cũng nói, ông nói không có sống ở đây nữa. Ông nói ông không bao giờ về đây nữa. Nên ông có cuộc sống riêng của ông rồi, đừng làm phiền gia đình ông nữa. Thì chị cũng vậy, chị cũng ráng lo cho mấy đứa nhỏ. Bữa yeah. đói bữa no thì chị cũng sống vậy, ăn canh cũng gì. Chị thì chị ăn được, chị người lớn, chị ăn được bắp thì hầm bắp. Gạo thì để dành cho mấy đứa nhỏ, tại vì gạo bữa nay người ta bán cũng mắc quá. Chị thì một thân mình làm cũng không có mua được gạo. Dạ yeah. Có gì thì chị ăn lấy, miễn sao mấy đứa con của chị no là được. Dạ. Người ta nói người ta đừng làm phiền gia đình người ta nữa, thì chị không dám làm phiền gia đình người ta nữa. Mấy đứa con của chị thì đang ở đâu rồi chị? Sao em thấy đứa nào vậy? À bên kia dạ, hả? Ở bên kia. Ở bên cái chuồng dơi kia hả? Dạ. Đang ngồi chơi cháu hả? Chơi. Dạ, dẫn em qua đó chơi. Dạ. Bốn đứa con. Dạ. Đứa lớn nhất thì bao nhiêu tuổi chị? Đứa trai hay gái? Dạ, đứa trai lớn nhất 15 tuổi rồi. Lớn nhất 15 tuổi? Dạ. Đứa trai? Dạ. Cháu... Rồi đứa kế? Đứa kế nó 13 tuổi. Và đứa gái. À gái? Dạ. Còn đứa thứ ba? Đứa thứ ba nó được 7 tuổi. 7 tuổi? Dạ. Là trai hay gái chị hơn? Dạ trai. Và đứa út đó nó hơn 1 tuổi à? Dạ. Đứa út còn hơn 1 tuổi. Dạ. Mà nó chưa biết đi đâu, nó yếu quá. Chị cho em hỏi là chị tên gì chị? Dạ Yếm. Yếm hả? Dạ. Dạ. Chị thì năm nay được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ 36. 36 tuổi. Cũng còn khá là trẻ ha. Gia đình mình thì có nhà dưới làng không chị? Chị ở trên này tạm bợ chiều về làng hay sao? Dạ không, ở trên này luôn mà. Tại vì trên này mùa này là mùa dọn dẹp rẫy rồi, chuẩn bị trồng trọt rồi ở trên này luôn. Dạ. Yeah. Lâu lâu thì mấy đứa nhỏ nó cũng về, tại vì có một đứa nó còn học. Nó học và thứ bảy chủ nhật nó lại lên đây phụ cô em rồi mấy mẹ con dọn dẹp rẫy á. Dạ. Yeah. Ở trên này mùa nắng đâu có trồng trọt gì được đâu đúng chị ha? Dạ, yeah. Cái này thì trên này thì nhờ vào mùa mưa thôi, một dạ. năm một vụ làm thôi. Khi mà vô tháng mưa thì gia đình mình trồng cái gì? Cấy cái dạ. gì? Dạ bắp chứ đậu. Bắp hả? Dạ, bắp chứ đậu hả? Đậu đỏ. Rồi mà đến lúc thu hoạch á thì bán được nhiều tiền không? Dạ không, đôi khi một ký đậu đó đôi khi thì có năm á thì nó được 25-26 ngàn, có năm thì có 20 ngàn vậy. À một ký 25-26 ngàn hả? Dạ. Có lúc thì thời điểm được có 20 ngàn thôi. Dạ. Bắp thì năm vừa rồi đây được có 9 ngàn ký mấy. Dạ. Bắp nếp á. Mùa nắng như thế này thì mình ở trên này mình làm gì để sống chị? Mùa nắng gì đâu có làm gì đâu. Chị phúc phân bò thôi, trên này chỉ phúc bò à. À đi lụm phân bò hả? Dạ. Là mấy mẹ con đi lụm luôn? Dạ, có mình chị đi lụm thôi, mấy đứa thì nó coi em rồi. Một ngày chị lụm được mấy bao, đủ sống không? Dạ không, để đủ cháo cho mấy đứa nhỏ thôi, cho nhỏ thôi. Một bao có 18 ngàn mà. Một bao 18 ngàn, một ngày chị lụm được mấy bao? Ngày đâu phải một mình đâu em, nhiều người lụm lắm.
Dạ. Ý là bình quân một ngày là chị lượm được mấy bao phân bò á? Đi buổi sáng chị có thả dê nữa, chị đi buổi sáng được 4 bao thôi. 4 bao? Dạ. Buổi sáng 4 bao? Dạ. Bao 20 ngàn hả? Một bao 10, ở trên quán ngã ba trên đây có 15 ngàn à. Dạ. Còn có người mối được 18 ngàn. Dạ. Người ta mối, người ta ủ phân được 18 ngàn. Thì nhà chị không có xe. Cái chị đó thì quán xa hơn, bán trên gần đây thôi à. Dạ. Ngày nào mình cũng được 4 bao vậy hả? Dạ không, đôi khi có, đôi khi không em. Tại vì ai sáng nào người ta cũng lụm hết, đâu phải mình đâu. Dạ. Cho bao 20 ngàn đi, 4 bao được 80 ngàn hả? Dạ. Rồi số tiền đó mình đủ trang trải trong cuộc sống không? Đủ tiền nuôi con không? Dạ không đâu em, chỉ qua ngày thôi, sống qua ngày thôi, cho nhỏ mua sữa, mua cháo cho nhỏ qua ngày thôi. Còn mua sữa, mua cháo rồi mấy đứa lớn rồi chị nữa ăn cái gì? Thì mua cá khô, rồi chị có hầm bắp, rồi chị ăn bắp, có gì ăn đấy à. Mấy mẹ con ăn cũng đơn giản mà. Vậy hả? Dạ. Ôi khổ như vậy. Thì mấy mẹ con ăn có gì ăn đấy mà. Chứ có cha thì cha đòi hỏi, ăn rồi không ngon thì cũng nói. Dạ. Giờ người ta bỏ đi rồi, sống mấy mẹ con có gì ăn đấy. Chủ yếu còn chỉ còn con đứa nhỏ đó thôi. Dạ. Mấy đứa lớn thì có phụ mẹ được cái gì không? Dạ có đứa con trai thì hai đứa đó nó phát rẫy với chị. Có đứa nhỏ đó nên 7 tuổi đó đi học ấy, thì đứa gái đó nó coi em, còn đứa trai đó phát rẫy với chị. Dạ. Gia đình mình thì có nhà với làng không chị ha? Dạ có, nhưng mà nhà đó cũng xuống cấp lắm rồi em. Nhà xuống cấp ở không được hay sao? Dạ, mưa là nó dột, nó hai bên hông nó dột hết, nó chảy nước hết luôn. Còn chị ở trên này. Dê kia là mình chăn thuê cho người ta hả? Dạ, chăn chia đôi á. À, chăn rể phải không? Dạ, chăn rể cho người ta. Vậy cũng đâu có lương tháng nào đúng không hả? Dạ không. Cái anh chị đó đi làm, đi làm ở ngoài Mỹ á, rồi gửi lại cho chị chăn. Dạ. Ba mẹ của chị thì vẫn khỏe hả chị ha? Mẹ thì cũng hay đau đầu quá, mẹ đau đầu rồi ngồi nhiều cũng đau. Mẹ ba thì già rồi, lãng tay rồi, không làm gì được đâu. Ba mẹ chị thì ở dưới làng đúng không? Dạ. Dạ. Ông bà không có đi làm gì được, bà lãng tay, nói không nghe đâu. Nói nhỏ không nghe luôn á. Dạ. Ông bà cũng tội nghiệp, ông bà không, cũng không có gì á. Hoàn cảnh của chị cũng rất là khó khăn cả nhà mình. Căn trò này thì gia đình mình dựng lên ở được lâu chưa? Dạ cũng 3 năm nay rồi. Ở 3 năm rồi? Dạ. Dạ. Vô cái tháng mưa nhà mình có bị dột bên trong không? Dạ có. Mưa thì chạy thôi. Dạ. Bữa trước thì có cục giống trốn chuồng dê nữa, chỗ nào ấy thì khô thì ở. À, tại vì em thấy mấy tấm tôn nhà mình nó bị lủng lỗ hết trơn rồi kìa. Dạ, tại vì dạ. Tôn này chị cũng đâu có tiền mua đâu. Chị xin của người ta dỡ, người ta làm nhà mới, người ta dỡ ra. Dạ. Chị lấy, chị xin về đây chị làm. Thôi chị tranh thủ nấu cho mấy đứa nhỏ ăn đi hả? Dạ, dạ. Để mấy đứa nó đói tội nghiệp nó. Dạ. Em có mua cái này nè, chị nấu cơm chưa? Chưa nấu cơm nữa. Chưa nấu cơm luôn hả? Dạ. Ui, gia đình mình ăn cơm trễ vậy? Dạ. Đi phát rẫy rồi về nghỉ bây trưa. Giờ tranh thủ nấu cơm đi chị, cho dạ. Mấy đứa nhỏ nó ăn, nó đói tội nghiệp nó. Em dạ. Có mua cái này nè, có mua rau với lại cá. Thôi đợi em xíu nha. Đây nè chị ơi, đây là quà của cô chú tặng cho gia đình mình nè.
em có mua cá nè, đó chị làm đi. Dạ. Rồi chị kho cá. Chị cảm ơn em. Dạ. Cho mấy đứa nhỏ ăn cơm bữa ngon nha. Dạ. À, đây, rau củ quả để mình nấu canh nè. Chị có canh mít rồi mà. Dạ. Có canh rồi. Canh mít để bữa khác ăn đi. Ăn canh mít hoài không thấy chán hả? Có gì ăn, có gì ăn ở đâu trên này ăn, có canh mít ăn là được rồi, ngon rồi. Dạ. Không mấy mình nấu canh mít đi, rồi mình kho cá này nè, ăn cơm nha. Dạ, dạ. Cho dạ. Mấy đứa nhỏ ăn ngon bữa. Dạ. Thấy tội quá. Ngày nào cũng ăn canh mít với lại cái gì chị? Thường xuyên nhất á? Đu đủ rồi cá khô. Đu đủ nữa hả? Dạ, bắp chuối nữa. Ôi. Chị thấy bắp chuối mà ăn mà sắc xào hết sắc rồi luộc luôn chứ đu đủ luôn, luộc chung luôn. Ăn thường xuyên luôn hả? Dạ. Khổ dữ vậy. Lâu lâu mới được ăn cá đúng không? Dạ, lâu lâu có nhà tiền. Còn đúng miếng cá luôn ở nhà mình. Ôi thương chưa? Thì còn miếng đó không dám ăn luôn hả? Dạ. Để dành đó hả? Dạ. Để dành nó chắc cái... người con quá. Còn bí này là ở đâu chị có đây? Chị cái mua này, hả? Dạ không, của bà gì đó, bà đi làm. Bà đi làm xong bà cho. Dạ. Bà thấy nhà chị cũng không xuống với làng nhiều quá. Bà lên bà cho, bà đi chăn bò bà cho. Dạ. Bây giờ chị ra chị rửa cá đi. À, mấy đứa con của chị thì có đi học hành gì không? Dạ, có đứa học, có đứa nó học lớp 7. Nó học lớp 7 mà không có xe đi học xa nữa. Học xa với cặp cô ấy, học không xa. Không có xe đạp đi luôn? Dạ, không có xe đi, với lại thấy chị cũng khó khăn quá. Rồi nó ở nhà nó phụ coi em, rồi để con mình cưu nhỏ đến học mà, 7 tuổi đến học. Dạ. Nó học gần đây. Bây giờ mình không có cái điều kiện để mình đưa mấy đứa nhỏ đi học đúng không? Dạ. Chị thì có một mình mà đâu có đưa mấy đứa nhỏ đi học được à. Dạ. Cuộc sống ở bên này thì khó khăn. Không biết làm cái công việc gì để kiếm tiền. Có được một chút tiền chỉ để dành đó mua gạo, thóc mắm muối này kia ăn thôi chị ha. Dạ. Ngôi nhà có hai vách thôi cả nhà mình. Phía sau phía trước thì trống lỏng à. Chỉ được hai bên hông. Ở đây thì có một cái đèn nè. Ủa cái đèn này là sử dụng bằng bình ắc quy hả chị? Dạ. Hay như thế nào? Dạ bình ắc quy. À bình ắc quy đây. Bình nó bình xe á. À bình xe. Hết bình thì mình phải đem xuống kia mình sạc đúng không? Dạ. Dạ. Chị thấy cá ngon không? Dạ ngon. Em mua cho chị là hơn 1 kg cá. Dạ. Để chị cảm ơn nhiều nha. Dạ. À, mình ăn không hết á thì mình xẻ ra ướp muối bột ngọt gì đó rồi mình phơi khô ha. Dạ. Để dành mai mốt ăn ha. Dạ. Rồi chị cứ làm cho mấy đứa nhỏ ăn cơm nha. Dạ. Em qua đây em nói chuyện với mấy đứa nhỏ xíu nha. Đây là toàn cảnh phía sau ngôi nhà của gia đình cả nhà mình. Gia đình phát cỏ trên này để khi mà vào mùa mưa là họ sẽ gieo hạt bắp xuống. Rồi mấy đứa nhỏ đây nè cả nhà mình. Ở trong chuồng dê luôn. Chú chào mấy đứa nha. 4 đứa. 3 trai 1 gái. Ủa sao nhà mình bên kia không ở mà vô cái chuồng dê ở luôn vậy? Hả? Sao con trai? Bên đó mát hơn hả? Mát nhưng mà nó hôi. Ra đây chú nói chuyện xíu được không? Hả, có sợ chú gì không? Không hả?
Không không, ra đây chú cháu mình nói chuyện xíu nha. Ra đây mấy đứa. Ra đây chú có bánh kẹo cho mấy đứa nè. Chưa ăn cơm luôn hả? Đói bụng không? Đói hả? À, ráng chờ mẹ chút xíu nha, mẹ đang nấu ăn nha. Ôi ơi, mấy đứa nhỏ thương quá cả nhà mình. Cha bỏ đi hết rồi. Nhà có nuôi dê rễ nữa cả nhà. Dê thuê cho người ta. Đây là mấy đứa con của chị gái nè cả nhà mình. Ôi ơi, đứa nào nhìn cũng dễ thương hết á. Bé trai lớn với lại bé gái, đứa nào là lớn nhất? À, con lớn nhất. Con tên gì vậy? Con tên Đạt. Hả? Tên Đạt. À, con tên Đạt. Con năm nay nhiêu tuổi rồi con trai? Con năm nay 15. 15 tuổi. 15 tuổi, tướng tá phát triển cũng bự con lắm cả nhà mình. Còn bé gái này cũng cao giò lắm nè, chân dài nè. À, con gái tên gì con gái? Dạ, con tên Hiền. Con tên Hiền hả? Dạ. À, con năm nay nhiêu tuổi rồi? Con 13 tuổi. 13 tuổi. Hai đứa lớn còn đi học không? Không có đứa nào đi học đó hả? Sao vậy, sao không đi học? Hả con gái, đeo cái này giùm chú nha. Để đây cũng được nha. Sao nói cho chú biết được không? Tại sao tụi con không chịu đi học? Dạ, thấy mẹ con khổ quá mà lại phụ mẹ. Coi em để mẹ vậy. À, thấy gia đình mình khổ quá. Rồi ở nhà coi em để cho mẹ đi làm hả? Dạ. Ủa, thương chưa? Tại vì gia đình mình nghèo khổ, không có đủ điều kiện cho tụi con tới trường đúng không? Ừ. Mà biết được con chữ chưa? Học tới lớp mấy rồi nghỉ? Học lớp 6 nghỉ luôn. Còn anh trai lớn này học tới lớp mấy? Con lớp 7. Còn bé nhỏ kia có đi học không con trai? Mẹ có cho con đi học không? Đang đi học hả? À, con học lớp mấy rồi? Ừ? Học lớp 2 hả? Ừ. Vô trường có nghịch lắm không? Không. Không hả? Học có được điểm 10 không? Không có điểm đâu hả? Tội quá cả nhà. Đây, ông bà cô chú tặng bánh cho tụi con nè. Rồi, anh hai xé bánh ra cho mấy đứa em của con ăn nha. Đây. Đó. Con trai thích con trai, thấy bánh kẹo thích không? Hả? Mẹ có tiền mua bánh kẹo tụi con ăn không? Có. Có hả? Lâu lâu mới mua đúng không? Dạ. Ừ. Lâu nay ba của mấy đứa có về thăm mấy đứa không? Không. Không hả? Bỏ tụi con đi lâu chưa? Lâu. Lâu hả? Không về thăm con luôn. Không. Rồi tụi con có nhớ ba không? Không. Không nhớ ba luôn? Không. Ba không yêu mẹ. Hả? Ông yêu mẹ. Ba con yêu mẹ hả? Không. À. Ba bỏ rồi. Ba bỏ tụi con đi rồi. Không quan tâm tụi con nữa. Không về thăm tụi con luôn. Con tụi con không nhớ ba luôn. Có nhớ ba không? Hả? Con nhớ mẹ thôi. Con nhớ mẹ thôi. Con không thương ba. Không. Không hả? Ba không thương mẹ. À, ba không thương mẹ, không thương con hả?
là con không thương luôn. Ủa, bé nói mà nó ứa nước mắt luôn, cả nhà mình nó muốn khóc rồi kìa. Sao vậy? Con buồn hả? Hả con trai? Buồn rồi khóc luôn. Thôi chú xin lỗi nha, bây giờ xé bánh ăn đi ha. À, xé bánh cho em ăn đi con. Xé ra, xé ra. Để hồi nữa buồn khóc nữa vậy. Là con trai ăn bánh này con trai nha. Rồi chú xin lỗi nha, tuổi khóc luôn bây giờ. Này cho con nè, là con xé ra con ăn đi ha. Thôi chú xin lỗi nha, đừng khóc nha. Ha. Khóc tội nữa nè. Thôi ráng xíu nữa là mẹ nấu cơm cho tụi con ăn nha. Đói bụng rồi đúng không? Ừ. Con trai lớn á là ở trên này phụ mẹ phát rẫy hả? Ừ. Tụi con ăn đi, ăn bánh đi. Ừ. Cơm sắp chín chưa chị gái? Dạ. Khó cá chưa? Dạ đang kho à. À đang kho hả? Khó cá. Ôi ơi ngon hả? Dạ. Rồi chưa nấu canh hả? Dạ chưa. Rồi có nấu canh không? Dạ có, nấu canh mít. Nấu canh mít hả? Dạ. Mấy đứa nhỏ đói bụng lắm rồi. Dạ. À đây là cái chuồng gà nhà mình đúng không? Dạ. Ở trên rừng trên núi vậy á mà có mấy mẹ con của chị gái á, nương tựa với nhau sống trên này thôi cả nhà, rất là thương luôn. Ba thì bỏ đi biệt tâm biệt tích luôn, không có quan tâm tới con cái luôn cả nhà. Chị ơi, hôm nay em xin cô chú anh chị mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình mình một cái đèn năng lượng mặt trời xài miễn phí. Dạ hôm nay chị vui không? Dạ vui. Dạ. Cảm ơn cô chú anh chị nhiều. Dạ con. Cái đèn năng lượng mặt trời này mình dùng, mình không cần mà phải đi nạp điện hay sạc điện bộ binh gì hết trơn á. Dạ. Cứ có ánh nắng mặt trời là ban đêm mình có điện ha. Dạ. Dạ. Rồi để em chút xíu em sẽ lắp cái đèn năng lượng mặt trời cho gia đình mình ha. Dạ. Dạ. Chị gái đã nấu ăn xong rồi cả nhà mình. Gia đình đã chuẩn bị ăn cơm rồi cả nhà. Hôm nay tụi con thấy có cái ăn tụi con vui không? Ừ. Mấy bữa giờ là mẹ cho ăn canh mít, canh đu đủ không hả? Thường quá cả nhà. Ui, còn cái món này món gì đây? Đu đủ với lại cái gì vậy? À đu đủ với bắp chuối. Cái lá đúng không? Dạ. Lá đu đủ với bắp chuối. Ừ. Còn này canh mít mới nấu nè cả nhà. Nghe cái mùi cũng thơm lắm cả nhà. Còn bên kia là cái gì? Chè hả? Ừ, đúng phải cái này. Bắp hầm á. À bắp hầm cái gì vậy? Bắp hầm với đậu chắc nước. À. Rồi gia đình mình ăn cơm đi, cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Trời ơi, đói bụng lắm rồi á. À, con trai ngồi xuống ăn con trai. Có cá kìa. Còn em nhỏ này múc kẹo hả? Em nhỏ này ăn cơm được chưa? Dạ ăn được. Ăn được hả? Dạ. Ừ. Rồi bỏ kẹo đi cho em ăn cơm luôn đi. Chứ đói bụng mà ngậm kẹo thì sút ruột lắm. Bu cái đó.
Rồi bác chúc gia đình mình ăn cơm ngon miệng nha. Dạ. Mời chú cho ăn cơm. Rồi gia đình mình ăn đi. Gia đình mình ăn cơm ngon miệng là cô chú vui rồi. ngâm cái đập đi dọa. Dạ. Hai đứa gắp cá vô ăn đi. Ăn cá không quen rồi, ăn đâu đủ quen rồi hả? Hai đứa lớn này cao giò lắm cả nhà mình. Mới cái mười mấy tuổi à. Ừ, ăn vô nha. Chú Quýnh đó nha. Ăn cơm nha. Ăn đi. Ăn nhiều nhiều ra là chú Quýnh đó nha. Giỏi. Ăn giỏi. Trời ơi, giờ một mình chị mà nuôi bốn đứa con là đuối luôn á. Đó chị ha. Dạ. Gồng gánh là đuối luôn á. Để biết sao người ta bỏ rồi, không lấy mình bỏ tụi nó nữa. Đúng rồi, sao bỏ được con mình mà. Ăn cơm xong rồi đúng không? Dạ. Hôm nay gia đình mình ăn cơm có ngon miệng không? Dạ ngon. Mẹ, ngon không chị? Đi. Bao nhiêu lâu rồi chị chưa mua cá thịt tươi á cho mấy đứa nhỏ ăn? Cũng lâu rồi. Lâu ở, ở trên đây nửa tháng nay đâu có đi xuống làng đâu. Chị dạ. Đâu đi xuống đâu. Chợ này biết rồi. Dạ. Mình không có tiền để mình mua cá tươi ăn hay sao? Dạ không có, tại vì chị ở trên này không có làm gì đó, tiền lâu lượm được phân bò đó thì mua cháo cho nhỏ thôi. Dạ. Chứ chị cũng ít xuống làm. Nhà chị thì anh em đông không? Có ai giúp đỡ mình được phần nào không? Dạ không, có bốn đứa em gái không à. Không có ai giúp đỡ chị được hết. Có đứa em thứ tư hiện lấy chồng mà chồng nó cũng bị tật, cũng không giúp đỡ mình được gì. Dạ. Có... Em Út thì cũng khổ như chị ha. Dạ, cũng mấy đứa em cũng khổ. Dạ. Rồi, em có lắp xong cái đèn năng lượng mặt trời cho gia đình mình rồi nè. Đây là chiếc đèn của chú Cường ở quận 7. Dạ. Dành tặng cho gia đình mình. Dạ. Bây giờ em hướng dẫn cho chị sử dụng cái đèn này luôn ha. Dạ. Chị thấy cái bóng điện nó nhấp nháy không? Dạ, thấy. Dạ. Đó là nó đang truyền tải năng lượng mặt trời vào trong cái bóng điện. Dạ. Để tối nay mình sử dụng ha. Đây là cái đầu mốt điều khiển. Dạ. Chị chỉ cần biết hai nút này thôi, nút mở, nút tắt. Dạ. Ha. Còn mấy nút kia mình không có cần quan tâm đâu. Để em cài chế độ tự động nha. Đó. Cài chế độ tự động rồi, cứ 6 giờ tối nó tự sáng.
6 giờ sáng nó tự tắt. Dạ. Ha. Dạ. Ban đêm khó ngủ thì mình dùng cái đầu mốt mình tắt nó đi. Dạ. Rồi bây giờ chị bấm giùm em cái. Nhớ chưa? Nhớ hai nút đó chưa? Rồi chị dạ, mở đây, em đây, xem nào. Đây ạ. Rồi. Đây nút mở. Dạ đúng rồi. Chị cầm chỉ vô. Đó. Chị thấy sáng không? Dạ sáng. Dạ, ban ngày mình thấy vậy thôi, chứ ban đêm mà lại sáng lung linh luôn á. Dạ. Rồi chị tắt giùm em đi. Rồi. À, chỉ cần biết hai nút đó thôi ha. Dạ. Mở tắt, tắt mở ha. Dạ. Rồi chị bảo quản giữ cái đầu mốt, đừng để mấy đứa nhỏ đập phá hư điều khiển không được nha. Dạ dạ. Dạ, hết bình đó. Gỡ này ra, đem hai chiếc bình xuống thì tập quá. Kêu người ta bán hai trái y chang vậy, cái lắp vô xài tiếp ha. Dạ. Dạ, cái trường hợp mà hết pin. Dạ. Mà cái đầu mốt này lâu, rất là lâu mới hết pin vậy. À. Pha. Ừ vậy. Pha vậy. Rồi, mấy đứa no bụng chưa? Dạ. No bụng rồi hả? Dạ. Rồi, cả gia đình mình ra ngoài này. À. Ông bà cô chú chị gì? Mạnh Thường Quân tặng quà cho gia đình mình đây. Dạ. Đi, ra ngoài này đi. Tiền. Hoàn cảnh của gia đình chị gái này thì rất là đáng thương luôn cả nhà mình. Bây giờ là một mình chị nuôi bốn đứa con nhỏ. Bốn đứa con của chị thì không có học hành gì hết cả nha. Chị vừa làm mẹ vừa làm cha. Gánh gồng nuôi con rất là thương luôn. Cuộc sống ở trên này thì tìm công việc ổn định để kiếm ra tiền cả nhà mình rất là khó khăn luôn. Chị ơi, hôm nay em xin ông bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ và tiếp sức cho chị nha. Dạ, tặng cho gia đình mình một ít quà. Dạ. Chị ha. Hôm nay gia đình mình vui không? Dạ vui. Dạ. Mấy đứa nhỏ nhìn cưng lắm cả nhà, thương lắm. Rồi ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân tặng cho gia đình mình là 10 kg gạo. Hả dạ. Chị ha. Nhà dạ. Mình còn gạo nhiều không? Dạ còn ít ạ. Còn ít hả? Dạ. Ừ. Rồi, cô chú tặng cho gia đình mình một thùng mì ha. Dạ. Tặng một cái ấm nước mới luôn. Ha. Dạ. Chị cảm ơn nhiều. Để dành mình xài. Một sắp bánh tráng. Dạ. Biết cái này không? Dạ, biết. Ừ, cái này để mình nhúng nước á. Rồi mình chấm nước tương mình ăn ha. Dạ. Ủa, nhà mình có uống trà không? Có biết uống trà không? Hả? Chị không biết. Không biết hả? Ờ. Không ấy là trà này chị cho ba của chị uống cũng được ha? Dạ. Đó. Ừ. Okay. Một ca xúc xích 50 cây. Ha. Có cái ca... để uống nước luôn. Ở trong này á là nè, xà bông gội đầu nè, xà bông rửa chén, xà bông giặt đồ, bàn chải giặt đồ, xà bông cục, miếng rửa chén luôn, đó đầy đủ luôn. Đó, cô chú tặng cho gia đình mình đấy. Trời đi xin lại nè. Tặng cho gia đình mình là hai chai dầu nóng. Trường hợp mà mình bị đau xương khớp á, mỗi tay mỗi chân á, thì mình dùng cái đó mình bóp ha. Dạ. Ở đây là có hai chai mắm nêm nữa nè. Đó, để dành ăn cơm. Dạ. Một lốc cá hộp. Có ăn cái này bao giờ chưa? Dạ không. Không hả? Dạ. Ở nhà ở nhà chị chưa bao giờ mua cái này ăn. Ừ, cái này nó cũng hơi mắc tiền hơn, một thủ nó tới mười mấy ngàn lận. Dạ. Ừ. Chưa biết cách khui hộp đúng không? Đúng không? Dạ. À, để chút xíu nữa em sẽ hướng dẫn chị cách khui hộp luôn ha. Một lóc, lóc này nữa là hai lóc. Ừ. Nhưng mà một lóc chao luôn. Biết cái này đúng không? Để cái này biết. Ừ, để dành ăn cơm biết. Ha. Cái này lâu lâu cũng có mua. Ăn cái đó ngon không? Cảm ơn. Ừ. Đây, hai chai nước mắm ha.
2 chai dầu ăn luôn. Đó, thấy quà nhiều không? Nhiều. Có bao giờ xuống tiệm tạp hóa mua được nhiều vậy chưa? Dạ không. Chưa bao giờ luôn hả? Dạ chưa. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời đúng không? Dạ. Mua một lần mua một chai đó, đó thôi chứ. Hai chai cái đó là cái gì? Dạ, xì dầu đúng không? Xì dầu. Ở trên này gọi là xì dầu nhưng mà người Kinh gọi là nước tương ha. Dạ. Cái gọi xì dầu. Đây, hai bịch bột ngọt lớn luôn. Một bịch đường cát, hồi nãy nó bị dính nước cá. Dạ. Ừ. Nước cá nó nhiễu ra nó dính. Xíu nữa chị rửa lại giùm em nha, đổ ra hũ á. Dạ. Một lon sữa nè. Bột canh nè, để nêm canh á. Dạ. Nó là dạng muối á. Dạ. Ừ. Các cô bên nhóm thiện nguyện tặng cho hai chai dầu miên nha. Dầu tốt lắm ha. Dạ. Mình bị đau bụng á thì mình lấy cái ngón tay mình chấm một miếng dầu, mình liếm. Mình liếm mình nuốt vô xíu hết đau, hay lắm. Dạ. Hoặc là mình có thể bôi đầu khi mà mình bị nhức đầu á, cảm cúm gì đó. Dạ. Bôi được hết nha. Dạ. Tiếp theo là cô chú tặng cho gia đình mình cá khô cơm biển. Cá này rất là tuyệt vời nha. Dạ. Ở trên này mình thích cá khô lắm đúng không? Dạ, mà trên này không có cá khô này đâu, người ta bán cá khô mặn thôi. À, cá khô mặn chát đúng không? Cá khô này không mặn, không cát, không chất bảo quản. Nguyên chất con cá từ dưới biển đem lên luôn. Bà Sáu bán cơm ở Long Hải bên Mỹ dành tặng cho gia đình mình 1 kg cá khô. Đó. Thích chưa? Dạ. Dạ. Cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ tặng cho gia đình mình 1 kg nữa là 2 kg luôn. Ôi ôi, quá đã luôn rồi. Chị Helen Nguyễn ở bên Mỹ tặng cho gia đình mình 1 kg nữa là 3 kg luôn. Sung sướng không? Chị giấu tên ở Malaysia tặng cho gia đình mình 1 kg nữa là 4 kg luôn. Yeah. Đúng rồi. 4 kg ăn 4 năm. Này cũng tới 4 năm đâu. Được bao nhiêu nhắm khoảng bao nhiêu tháng là hết? 1 kg ăn được bao nhiêu ngày? Chị đoán thử coi. Đây vừa có lúc thì rang lên giả, có lúc thì nấu canh chua, làm đủ thứ, hơi chút qua hết rồi. Ừ. Sang sang hết rồi. Ừ. 2-3 hôm á là chị đổ cá khô ra một cái ni hay cái gì đó, cái rổ gì đó ha. Dạ. Mình phơi nắng cho nó khô, khỏi dạ. Bị mốc, mình giữ được lâu ha. Dạ. Ừ. Người đồng bào mình á thì hay lấy vợ lấy chồng sớm đúng không? Yeah. Ừ. Thì chị có mấy đứa con nhỏ, mấy đứa này thì cũng gần đến tuổi trưởng thành rồi, ráng bảo vệ nó nha, đừng cho đi lấy chồng sớm rồi sau này khổ như chị nữa ha. Yeah. Ừ. Nói hoài cho anh trai kia cũng vậy, đừng cho lấy vợ sớm, chưa có tương lai gì hết thì sau này khổ lắm. Yeah. Ha. Yeah. Ráng dòm ngó là kìm cặp nó chút xíu. Yeah. Khuyên bảo nó. Làm sao con trai hả? Hãy tôi nói chữ tôi gì hả? Hả? Anh giỡn mặt cái tôi đúng không? Rồi, hết quà của ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rồi. Dạ. Ừ. Hôm nay gia đình mình vui đúng không? Dạ. Dạ. Anh chàng này anh lành nguyện lắm cả nhà. Có đi học mà đúng không chị? Dạ. Đứa nhỏ nè. Dạ. Ừ. Còn có mình nó học mà. Và năm trước thì bệnh quá bệnh, ở lại lớp, giờ học lớp 1 lại đi chứ. Nãy nhắc tới cha cái buồn buồn tuổi tuổi nhau khóc luôn. Tội lắm. Rồi đây là cái món quà tiếp theo, cái món quà đặc biệt.
ông bà cô chú anh chị mạnh thường quân là hỗ trợ cho gia đình mình một số tiền rất là lớn hả chị ha, để chị dùng cái số tiền chị xây sở trong cái cuộc sống gia đình của chị, rồi chị nuôi con của chị ha. Dạ. Dạ, ông bà cô chú tặng tiền cho mình. Sao vậy? Sao đơ đơ vậy? Hả? Đã tặng quà rồi còn tiền nữa. Chứ chị cũng không biết phải nói sao nữa. Vậy hả? Như thế cô chú mới tuyệt vời chứ, đúng không? Trước khi em gửi cái món quà yêu thương này thì em xin phép đọc tên cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cho gia đình mình biết cái tên của cô chú, những người mà đã yêu thương giúp đỡ gia đình chị ha. Dạ. Dạ. Con xin đọc tên của chú anh chị Mạnh Thường Quân. Cô Liên Phạm ở Mỹ, chị Kim Liên ở Mỹ, Phật tử chùa Việt Nam ở bên Mỹ, cô Lan ở Đức, bác Tư Hồ Hải ở Mỹ, cô Châu ở Sydney bên Úc, cô Mai ở Ga Lành bên Mỹ, cô chú Thanh Huê ở Mỹ, anh chị Tiên Tiến ở Mỹ, bé Kiều Tiên ở Hàn Quốc. Bé Kiều Tiên ở Hàn Quốc, cái quỹ của bé hết rồi. Bé ơi, bác Tư Tâm ở Mỹ, cô viết tắt M Nguyễn ở USA, cô Hoa Nguyễn ở USA, cô Hương Ngô, cô Kính Nguyễn ở Mỹ, anh chị Minh Mai ở Bắc Tành bên Mỹ, chú Tài ở Canada, dì Di Nguyễn ở Mỹ, cô Tư ở Sydney bên Úc, cô giấu tên ở Bỉ châu Âu, cô Ngọc Trần ở Virginia bên Mỹ, cô Nguyễn Thị Mười ở Pháp, chị Linh ở Washington bên Mỹ, anh chị Cường Trâm ở Mỹ, chị Dung Béo sữa đậu nành ở Đà Lạt, bác Vinh ở Mỹ, bác Lý Hiệp ở Trà Vinh, cô Thuận quận 2, bác Ninh ở Mỹ, chú Lê Quang Nhiêu ở Mỹ, chú Phan Đông Khánh ở Mỹ, cô Yến ở Mỹ, cô chú giấu tên ở Boston bên Mỹ, chú Tiến Nguyễn ở Mỹ, dì Kha Ra Trần ở Mỹ, chị Lan Phương ở Úc. Em xin thưa là cái quỹ của chị Lan Phương đã hết rồi thưa chị. Gia đình bác Khu Thị Giỏi ở Úc, các chị bên nhóm Hawaii, anh Chí Minh Phan ở Mỹ, chị Đoàn Thị Hiếu ở Texas bên Mỹ, chú giấu tên ở Hà Lan, chị He Lành Nguyễn ở Mỹ, chú Điện Cô Tâm ở Mỹ, chị Kiếu ở Thụy Điển. Anh chị Tân Huyền ở Sodotan bên Mỹ, người đồng hương, bà Ly ở Mỹ, anh Han Dong Seo ở Hàn Quốc, cô Ba ở Mỹ, cô Mai Trần ở Mỹ, chị Phương ở Đồng Nai, anh Mỹ chị Hạnh ở Houston bên Mỹ, anh Phạm Lê Minh ở Canada, chú Diệu David và cô Loan ở Mỹ, cô Phan Thanh Nhàn, anh Tuấn chị Đào ở quận 4, chú Trương ở Mỹ, cô Minh Mỹ Nữ ở Canada, cô Trang ở Bảo Lộc Lâm Đồng, cô Hồng Trần ở Mỹ, cô Dung Đặng ở Úc, cô Phúc ở Mỹ, chị Thi Nguyễn ở Mỹ, bác Phước Nguyễn ở Mỹ, dì Ba ở Tây Úc, cô Hai quận 8, cô An ở thành phố Hồ Chí Minh, cô Thùy ở thành phố Hồ Chí Minh, cô Phượng ở Nhà Bè thành phố Hồ Chí Minh, cô Hai quận 4, anh Tài ở Texas bên Mỹ, cô chú Hòa Lộc Phước ở Mỹ, cô chú Phước Long Vân ở Mỹ, chị Hồng Nhung ở Gò Vấp, cô Huệ ở Mỹ, cô chú Cường Khuyên ở Cali, anh Leo ở Mỹ, bác Ngọc Đắc ở Úc, cô Theo ở Đà Nẵng, cô chú Khang Văn Vũ ở Canada, bác Minh Mẫn ở Mỹ, Liên Trì Liên Hoa Niệm Phật Đường, chú Ri ở quận Phú Nhuận, cô Minh Lý ở Mỹ, cô Diệu Xuân ở quận 12, chú Vũ Như Xuyên ở quận 3, cô Kim Lan ở Gò Vấp, anh chị Phượng Lâm ở thành phố Hồ Chí Minh, chị Mùi Tày ở Mỹ,
bà Lan Phẩm ở Mỹ, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Bình Dương, chị Ánh ở Long Xuyên, An Giang, gia đình Công giáo ở Tân Phú, chị Trang Nguyễn ở Mỹ, Mạnh Thường Quân giấu tên ở Pháp, cô Bạch Xuân ở Mỹ, cô Yến ở quận 8, chị Hồng Nhung ở Thủ Đức. Cô xin trích quỹ mỗi cô chú ra, mỗi người 100 ngàn để hỗ trợ và dành tặng cho gia đình. Tổng số tiền Mạnh Thường Quân trao tặng cho gia đình mình là 9.700.000. Mà mua tất cả những số quà kia hết là 1.550.000. Lấy 9.700.000 trừ cho 1.550.000, số tiền còn lại em gửi cho gia đình mình là 8.150.000. Hôm nay chị thấy bất ngờ không? Dạ, bất ngờ. Dạ, thấy số tiền này đối với chị như thế nào? Dạ. Có lớn hay không? Dạ, rất là lớn. Dạ. Dạ, chị đi làm mà chưa có được cầm số tiền lớn. Dạ, tại vì đi làm... Cả đời chị ba mấy năm luôn hả? Đi làm đâu có được nhiêu đâu, một tháng 3 triệu mấy một tháng đâu có được nhiêu. Dạ. Đó là một con bệnh con đau ứng tiền cầm 1 triệu 2 triệu về là hết. Dạ. Chưa bao giờ cầm được số tiền lớn vậy luôn. Dạ. Ừ. Rồi bây giờ em gửi cái món quà của cô chú cho gia đình mình ha. Để hôm nay chị cầm được số tiền này xem cái cảm giác của mình như nào. Khi mà nhận được cái món quà to lớn như thế này hả, đúng không? Dạ. Rồi em gửi tiền cho chị nha. 50. Phải không? Dạ không, biết à. Biết không? Biết. Bao nhiêu? 500 hả? Dạ. 500 với 500 là 1.000 đúng không? 500 hả chị ha? Dạ. Rồi, 500 nữa là 1.000 đúng không? Dạ, 1 triệu. À, 1 triệu hả? Dạ luôn. Đi, 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 dọa, dọa. Đây, em gửi nha. 1 triệu rưỡi. Tiền, dạ. Ta luôn. Rồi, 2 triệu. 2 triệu rưỡi. 3 triệu. 3.500.000, 4 triệu, 4.500.000, 5 triệu, 5.500.000, 6 triệu, 6.500.000, 7 triệu, 7.500.000, 8 triệu, 10.000. 100. 100 hả? Rồi, 50. Đủ số tiền là 8.150.000 của tất cả bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân. Rồi, hôm nay gia đình mình vui đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ gia đình mình là cảm ơn ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ở nào? Dạ, cô xin cảm ơn ông bà cô chú ở xa gần đã giúp đỡ gia đình con số quà rồi còn có tiền nữa. Cảm ơn nhiều, chúc ông bà cô chú Mạnh Thường Quân ở xa gần nhiều sức khỏe. Rồi làm ăn phát đạt, rồi sau này giúp đỡ những người khó khăn như con nhiều hơn ạ. Ừ. Rồi mai mốt chị mà ví dụ như là sau này chị có cuộc sống nó tốt hơn, kiểu như là mình giàu có rồi mình có đi giúp người nghèo lại không? Dạ có chứ. Mình là giàu không biết khi nào mà giàu nói. Mình là giàu thì mình cũng thương người ta chứ mà mình không có làm ăn được gì hết. Vậy hả? Ai biết đâu, đời ai biết đâu được chứ ngờ đúng không? Ước cầu cho, ước gì vậy? Ước gì một lần cho. Ai biết được sau 4 giờ rưỡi ai giàu hơn ai? Đúng không? Mua tờ số biết đâu trúng sao? Đúng không? Rồi, mấy đứa nhỏ tụi con có cảm ơn ông bà cô chú đã tặng quà cho gia đình con không? Dạ. Mạnh dạn lên nào. Đừng có rụt rè mắc cỡ. Là bây giờ con gái nói trước nè. Thì con cảm ơn cô chú. Ông bà nữa. Dạ con cảm ơn cô chú ông bà đã giúp đỡ nhà con. Dạ con chúc cô chú ông bà nhiều sức khỏe. Wow. Rồi sau này có tiền lẻ dành dụm cho con vài đồng. Bé dễ thương nè. Rồi
anh chàng đẹp trai ghê anh hai, đúng không? Rồi anh hai cảm ơn bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nào. Sao? Tôi kêu anh hai chứ tôi không kêu ông. Chào con. Sao con trai? Con cảm ơn cô chú. Ông bà nữa nha. Ông bà. Ừ. Đã giúp cho mẹ con. Sao giúp gia đình con? Ừ. Rồi con cảm ơn ông bà, con chúc ông bà sức khỏe. Dạ con cảm ơn ông bà, con chúc ông bà sức khỏe. Ừ. Thôi vậy là quý rồi, đúng không? Ừ. Tại vì họ là người đồng bào của nhà mình, họ nói được như đó là hạnh phúc lắm rồi cả nhà mình. Thôi ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng chúc cho gia đình mình thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ. Vạn sự bình an trên khu vực rừng núi này hả? Dạ. Mấy mẹ con cố gắng gìn sức khỏe nha chị nha. Dạ. Mấy mẹ con chị cũng chúc hai em mời mạnh khỏe nha. Rồi dạ. Giúp những hoàn cảnh khó khăn vậy đi cũng cực khổ cũng tội nghiệp. Dạ em cảm ơn chị. Hai chị cũng không có gì hơn, cảm ơn hai em nhiều. Dạ dạ em cảm ơn chị nhiều. Em cũng chúc cho gia đình mình thật là nhiều sức khỏe ha. Bây giờ em xin phép em về nha. Lần sau có dịp có duyên em sẽ quay trở lại ghé thăm gia đình mình sau nha. Yeah. Dạ. Một lần nữa Bắp cũng xin thay mặt gia đình khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã dành lòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của Bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho Bắp một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần cho Bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Em bye bye gia đình mình, em về. Bye bye. Bắp mới xin gia đình trộn cho mấy chú chó ăn miếng cơm cả nhà. Thôi con bé kia nó không dám ra hả? Không ấy, để vô trong cho nó ăn luôn đi. Nó sợ mấy con lớn hay sao á. Chị đem vô trong cho nó ăn luôn đi. Sợ. Rồi nó ăn tội chưa nha. Ở trên này chị cho tụi nó ăn cơm với lại cái gì? Vậy thôi hả? Ôi ôi. Tội vậy. Thôi để cho mấy đứa nó ăn cả nhà mình. Thôi tạm biệt cả nhà mình. Bye bye cả nhà mình nha. Bắp chào cả nhà mình. Bắp tiếp tục đưa cô chú anh chị mình lên thăm lại một hoàn cảnh của một bà cụ đang nuôi một đứa con gái bị tai biến cả nhà mình. Chị gái này cũng có chồng, nhưng mà khi chị đổ bệnh xuống á, là chồng của chị nhẫn tâm bỏ chị đi theo một người phụ nữ khác cả nhà mình. Rất là thương luôn. Phía sau Bắp là anh Thởi này cả nhà mình. Anh Thởi chào cả nhà mình. Anh Thởi hôm nay có một cái chiếc áo. Áo này có một cái nón để đội luôn cái nhà mình. Đây là cái món quà của chị Mỹ Linh ở bên Mỹ dành tặng cho Bắp nè. Áo này mặc vào mùa nóng á, rất là mát luôn cả nhà. Hôm nay Bắp xin cô chú anh chị Mạnh Thường Quân chú Cường ở quận 7 dành tặng cho bà cụ một cái đèn năng lượng mặt trời để bà có ánh sáng vào ban đêm cả nha. Bà ở trên này tức thui tức mò, thương lắm. Giờ Bắp mời cô chú anh chị mình vào bên trong để thăm bà nha. Bà đang ngồi gọt bắp chuối cả nhà mình. Anh Thởi lắp cho bà chiếc đèn năng lượng mặt trời luôn anh Thởi. Mình tranh thủ mình lắp cho bà rồi mình trao quà cho bà.
mình đi xuống kia luôn, qua thăm một cái hoàn cảnh khác nữa cả nhà mình. Đây là căn nhà chòi của bà này cả nhà mình, rất là thương luôn. Bà ơi, con chào bà. Dạ. Bà dạo này khỏe không bà? Dạo này bà không khỏe lắm đâu, vì tại vì bà áp lực quá thì con cũng đang bị nặng. Dạ, bà đây thì... con cái này nha, bà bị sao không? Không khỏe. Bị áp lực thì tại vì con bệnh bị tai biến bị. Bà bị áp lực hả? Ờ, áp lực quá. Áp lực. Mà buông bà quá là đi làm không có cái gì được. À, đi đâu không được mà chữa bệnh cho con mà không có tiền bạc nhiều đâu. Bố nói là hôm kia chở xuống đi nhận thuốc mà bác sĩ nói là ông chủ thú y nói là chủ thú y sao ông chủ thú y bác sĩ chứ ông tòa thuốc nói là, dạ. Là một hũ là 1 triệu, một hũ 1 triệu, 2 hũ là 2 triệu. Mẹ khóc luôn. Dạ. Không có tiền mà mua. Dạ. Hôm bữa con lên trên này á, là cô chú anh chị mà thường quân hỗ trợ cho bà bao nhiêu tiền bà còn nhớ không? Vâng, còn nhớ lấy số tiền đó đi mua gạo, mua canh cho nó ăn. Bác sĩ không cho ăn cái gì đâu. Dạ. Bác sĩ nói là ăn thịt nắc không ăn cho ăn mớ, cho ăn cái canh rau cái gì đâu. Dạ. Chỉ là thịt nắc là khoai mớ, là mua cho nó ăn. Xong... còn mất tiền rồi đi mua thuốc không đủ. Dạ không đủ hả? Ờ. Thuốc mắc quá hả? Thuốc mắc quá. Một hũ 1 triệu là một hũ đó uống được bao nhiêu lâu? Một hũ 1 triệu nghe bác sĩ nói là 20 ngày. 20 ngày hả? Ừ. Dạ. Bây giờ có chị ở đây không bà hay là xuống làng rồi? Đâu có xuống làng đâu mà chị sáng là đi thoa thuốc cho nó. Dạ. À, đi thoa thuốc cho nó xong đi chạy lên lại lên rưỡi thì ngủ rưỡi sáng thì đi thoa thuốc cho nó. Dạ. Đi thoa thuốc cho thuốc uống. Vậy là chị ở dưới làng hả? Ừ. Dạ. Chị nó để nó ở dưới làng. Dạ. Mà ở đây mà nhà cửa đất trên này nó không đi được đâu. Dạ. Bà lên trên này để bà coi con gà con heo của bà. Ờ, coi con gà con heo. Chứ để không có ai coi là bị mất trộm hả? Ờ. Với lại không có ai cho nó ăn đúng không? Cũng là mẹ một mình mẹ cũng chạy lên chạy xuống. Dạ, đi lên, chăm sóc con cho thuốc làm cung làm gì cho con ăn xong rồi chạy lên giữ heo gà lại. Chỉ có một mình mẹ. 2 đứa con nhỏ. Dạ. Thì một đứa con đi học mà một đứa đi chăn bò nuôi rế, bò người xin bò người ta nuôi rế. Dạ. Cho nó đi chăn. Dạ. Còn một mình mẹ thì chăm sóc mẹ bệnh thì mẹ cũng già cũng yếu mà đi đau tay đau chân con biết cứ lên đi xuống. Dạ. Con một mình bà khó khăn lắm mà. Bà buồn bà tủi bà khóc luôn. Buổi trưa nay thì bà ăn cơm chưa bà? Ăn xong rồi. Dạ. Hôm nay bà ăn cơm với lại cái gì bà? Hả? Ăn cơm với gạo con cho rồi. Dạ. Bà còn cá khô để ăn không? Con với con cá khô con để ăn con. Dạ. Bà gọt bắp chuối này là cho con heo hả? Ờ. Dạ. Ôi bà giờ lớn tuổi ở trên này lũ thưởng mình buồn ha.
biết buồn chứ con đang bên mẹ con già cả rồi không biết đi làm gì. Dạ. Rồi một phần bà phải lo lắng cho con bà bệnh tật nữa. Rồi thuốc mắc quá bà không lấy luôn hả? Vâng con lấy, vừa rồi vất vả lắm, mẹ kiếm mẹ có 2 triệu mua thuốc thoa cho nó, mẹ con bất đỡ trong mặt, còn trong mặt còn bất đỡ thì còn đau tay chân tê đó rồi còn vẫn còn đau nhiều. Dạ. Nghe bác sĩ nói là nhưng mà không có người ở nhà thì có người á, ở nhà ngay giữa nhà mẹ đi chăm sóc nó, đi nằm ở chỗ bệnh viện, người ta chữa bệnh cho nó, người ta nói bác sĩ nói là 30 triệu mới được khỏe. Dạ. Mẹ khó khăn rồi mẹ khóc lóc luôn, tiền đâu ra 30 triệu mà mới được khỏe con. Dạ. Mẹ là khó khăn lắm, còn nhà không có gì, không có người ở giữa nhà, không có người đi chăm sóc nó. Dạ. Nói sao thì quá. Gia đình mẹ một mình mẹ khó khăn rất buồn lắm, quá buồn. Dạ. Bà ơi, lần trước con tới con thăm cái hoàn cảnh của bà, con thấy nhà bà không có điện. Đúng không bà ha? Ở trên này bà xài một cái đèn pin nhỏ chiều chiều đúng không? Đâu có sáng bao nhiêu đâu. Không có sáng, hôm nay là nó hết pin rồi. Hết pin cái đèn nhỏ xíu chiều á. Dạ, bởi vậy con là... mới xin chú Cường ở quận 7 hỗ trợ cho bà một chiếc đèn năng lượng mặt trời. Bà xài miễn phí, không có nạp pin sạc điện, mua pin gì hết á. Dạ, cứ có ánh nắng mặt trời chiếu xuống là bạn đêm mà có điện. Bà vui không? Bà rất vui, người ta hỗ trợ cho mẹ khó khăn quá mà rất là mẹ rất là cảm ơn Hồng Quân. Dạ. Cảm ơn nhiều. Nhà hảo tâm á. Dạ, mạnh thương quân á. Dạ. Rất, mẹ rất thương á. Dạ. Rồi bà có thương chú Cường không? Chú Cường ở quận 7 á, dành tặng cho bà cái đèn năng lượng mặt trời này nè. Cảm ơn. Dạ. Cũng thường lời chúc cảm ơn người ta thương mình, giúp đỡ mình khó khăn. Dạ. Rồi bà thấy chú Cường tuyệt vời không? Thấy tuyệt vời chứ. Dạ tuyệt vời chứ. Dạ. Mà bà còn nhớ tên con không? Tên con là gì? Bà con nhớ tên con nó là Bắp. Dạ, bà vẫn còn nhớ tên con hả? Nhớ tên Bắp mà. Dạ. Rồi sau khi con chia sẻ cái hoàn cảnh của bà thì cũng có một chị giấu tên ở dưới Hậu Giang, ở dưới miền Tây á, gửi tặng cho bà một món quà rất là đặc biệt nữa. Dạ. Dạ. Đây là một số tiền tương đối cũng rất là lớn, hỗ trợ cho bà để bà dành dụm đó, bà có cái bà xoay sở bà mua thuốc cho con gái bà uống ha. Dạ. Dạ. Lời cảm ơn các con. Dạ. Một xíu nữa con gửi cái món quà của chị giấu tên ở Hậu Giang cho bà luôn nha. Dạ. Cảm ơn. Dạ. Bà đợi anh Thởi một chút xíu, anh Thởi sẽ lắp ráp cái đèn rồi vào bên trong con hướng dẫn cho bà sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời này như thế nào nha. Dạ. Rồi bây giờ bà vào bên trong đi. Anh Thởi đã lắp ráp hoàn thành xong cái đèn năng lượng mặt trời rồi bà. Vào bên trong con hướng dẫn cho bà sử dụng cái đèn này như thế nào nha. Đây. Đó, bà nhìn lên cái mái nhà đó,
Đó, bà thấy gì lạ lạ chưa? À. Dạ. À. Nhấp nháy bà thấy đẹp không? Xanh xanh đỏ đỏ đó. À, thấy đẹp chưa? Cảm ơn các con giúp đỡ mẹ. Có sáng mẹ mừng lắm. Dạ. Để buổi tối bà ngủ bà yên tâm một chút xíu ha. Bà khỏi sợ con cọp. Con cọp ở trên núi cao nó thấy ánh sáng nó không có dám vô nhà bà. Thường thường là bà dùng ánh sáng bằng cái này nè cả nhà mình. Cả nhà mình thương chưa? Đó. Ôi. Nhìn thảm thương luôn cả nhà. Cái đèn bị hư luôn rồi. Có cái bóng chiêu chiêu vậy sao mà sáng hết được cái căn chòi của bà được. Đó, bà chế bà dùng hai cái thanh tre kẹp mấy cái trái binh vô. Khi mà xài hết binh đó là bà phải chạy xuống tiệm tạp hóa bà mua mấy cái trái binh này về mới xài mới được cái nhà mình. Cái bóng điện nó đang nhấp nháy là nó đang nạp năng lượng mặt trời vô cái đèn đó bà. Dạ, để ban đêm mình xài. Bà hơ. Thường ngày bà vẫn còn đi lụm me hả? Ngày đi hai me kiếm một hai đồng kiếm canh cho con ăn, mua thịt cho con ăn. Thì mẹ thì ăn với bà, canh rau với bà thì mẹ rất chịu ăn, chăm sóc con cho nó khỏe. Dạ. Ăn con không có ăn gì đâu. Dạ, thương bà quá. Ôi, căn chòi thương quá cả nhà. Chắc bữa nào bắp xin của chú anh chị Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bà một căn nhà quá. Nhìn căn nhà bà cầm lòng không được luôn cả nhà. Sắp tới tháng 10 nữa chứ. Ôi ôi, lũng lỗ lũng hang hết vì sao ở. Hả bà? Bà ơi, nhưng mà Thượng Đế ban cho bà một ngôi nhà, bà có vui không? Biết thì người ta thường người ta hỗ trợ, thương mình thì bà có vui chứ. Dạ. Tại vì bà khó khăn, không có làm nhà cửa gì làm được, làm nhà từ ông chồng vừa trước thì làm cửa như thế này không được nữa, tự mua. Dạ. Giờ mà bà muốn làm căn nhà mới thì cũng rất là khó khăn, tại vì bây giờ bà lớn tuổi rồi đâu còn sức khỏe ở đâu mà chặt tre chặt cây về làm hả bà ha. Mà bà không có con cháu mà không con có, cháu không có thương bà. Con cháu không có thương mình đâu, con cháu là nó có người đi bắt vợ nó làm cho vợ nó, con cháu mà. Dạ. Là ở đây thì chỉ có giúp đỡ mẹ già thì chỉ có một đứa chị gái út giúp đỡ thì dạ. Chơi lên chơi xuống chơi đi đâu rồi chơi mẹ già đi chăm sóc anh chị của nó bị tai biến. Dạ. Chỉ có một mình nó chăm sóc. Còn bữa dạ. Nay thì hai ba bữa ngày nay rồi em chị Út nó cũng hơi xuất hiện bệnh rồi mà đi khám. Ông bác sĩ nói là 2 triệu đi mua thuốc sắp sửa xuất hiện tai biến. Dạ. Nó 2-3 ngày này đau đầu quá, nó cũng lên được, cũng không có làm gì được, ở nhà ngủ không. Dạ. Thương bà quá ha. Là nó xuất hiện bên rồi, con một mình quá, mẹ thì đi đâu thì đi một mình, buông bà thì buông một mình, con cũng nhờ con út cũng xuất hiện bệnh rồi mà không có ai giúp đỡ. Yeah. Mẹ nữa. Yeah. Còn anh chị của nó lại đã còn bị tai biến rồi mà còn em út cũng xuất hiện như vậy nữa. Yeah. Tại vì bà xúc động quá. Yeah.
Thôi bà đừng có cái tuổi thân nữa nha. Đây, con hướng dẫn cho bà sử dụng cái đèn năng lượng mặt trời này ha. Cái này là cái bộ điều khiển chiếc đèn năng lượng mặt trời này bà. Thấy bà ha. Đó, cái nút này là khi mà bà bấm nút này là bà nhớ đến chú Cường. Chú Cường ở quận 7 tặng đèn cho bà á. Là bà bấm nút này xong bà nói là chú Cường mở đèn cho tôi. Là chú Cường mở đèn nè, đó nè. Mà con bấm nha. Chú Cường mở đèn ấy, chú Cường ơi, đó chú Cường mở nè, đó. Đó là chú Cường mở sáng lên cho bà. Hả bà ha. Rồi cái nút này nè là bà kêu là chú Cường tắt đèn ấy chú Cường à. Đó. Là chú Cường bấm nút tắt nè. Đó là chú Cường tắt đèn nè. Là bà chỉ cần nhớ hai nút này thôi. Còn mấy nút này mình không có cần quan tâm. Khi nào hết bình á là bà xuống dưới tiệm tập hóa bà gỡ này ra đem hai trái bình đưa cho người ta, kêu bán hai trái bình y chang vậy là bà bỏ vô bà xài tiếp. Bình nhỏ. Bình nhỏ. Dạ bình nhỏ xíu xíu á. Dạ bình tiểu á. Bây giờ bà bấm thử đi bà. Test thử đi bà. Cái này hả? Dạ. Bà... Đó lúc đó là kêu chú Cường mở đèn. Chú Cường mở đèn cho cô chị chị. Rồi, bà kêu chú Cường tắt đèn là lúc nào? Chú Cường tắt đèn cho chị. Đó. Bà thấy hay không? Dạ. Hay rồi. Bây giờ bà bấm lại một lần nữa, bà nói làm sao? Bà nói làm sao? Y chang nãy con nói á. Cũng là chú Cường mở đèn. Chú Cường mở đèn là lúc nào đâu? Đèn lúc này. Dạ. À, bà bấm lại coi, bà bấm lại bà. Dạ, rồi bà nói làm sao? Nói làm sao nữa? Chú Cường tắt đèn nè. Đó, cái chú Cường tắt đèn luôn. Cảm ơn chú Cường nha. Dạ. Cảm ơn con nữa. Dạ, thương bà quá cả nhà, chọc bà chút xíu mà. Cả nhà thấy người đồng bào họ thật là mẹ già khó khăn. Từ lần nào mẹ không có thấy cái này đâu. Dạ. Năm tuổi thì ơ tuổi đi đâu tuổi. Dạ. À con quên, để con cài chế độ tự động nha. À. Cứ 6 giờ tối nó tự sáng, bà không cần bấm luôn. 6 giờ sáng tự tắt. À. Dạ. Chiu chiu. Đó, nháy nháy vậy là được á, con cài rồi. À. Con cài chế độ tự động rồi bà cất cái này nha bà nha. À. Đừng có để nó vô nước. Nó bị hư nha bà. À. Dạ. Rồi, tiếp theo là con gửi cái món quà yêu thương của chị giấu tên ở Hậu Giang dành tặng cho bà. Nha bà nha. Dạ. Chocolate chin á. Chị giấu tên ở Hậu Giang trao tặng cho bà cái món quà là 2 triệu đồng. Nha bà ha. Dạ. Con gửi bà nha. Tờ này nhiêu bà? 500. Dạ đúng rồi, 500. Rồi, 1 triệu. 1 triệu rưỡi. 2 triệu. Rồi, đủ số tiền của chị giấu tên ở Hậu Giang dành tặng cho bà. Hôm nay bà có cảm xúc như thế nào? Hôm nay bà vui không? Bà rất vui, cảm ơn tên Hậu. Dạ, chị này giấu tên. Chị này xin giấu tên ở miền Tây á. Giấu tên ở miền Tây á. Lời chúc cảm ơn nhiều. Dạ, chị cũng chúc cho bà thật là nhiều sức khỏe nha bà nha. À. Dạ, đi đứng cẩn thận xíu nha bà. Hả bà ha? À. Giờ bà lớn tuổi rồi. Tay chân bà yếu rồi. Yếu đi đâu, đầu với đầu. Dạ. Đi miết mà đi con núi đau cái chân. Dạ. Dạ. Đôi gì tại vì mẹ buồn ba con mình khó khăn thì yeah. Một mình mẹ già thì đi không nổi, đi làm gì không được, làm rưỡi không có sức. Yeah. Làm cái gì không có sức, đi làm mà về nhà con nằm nấu cơm nấu canh nấu gì cho con tắm nước để đủ nhiều chuyện. Giặt đồ cho con,
mịt ngoài là mịt mịt ngoài mà cái gì ăn không ngon mà ngủ không yên nữa. Dễ thương quá, nói biết nói câu đó luôn cả nhà. Ăn không ngon ngủ không yên tại vì khó khăn quá mà. Dạ, hôm nay con cũng xin thay mặt bà cảm ơn chú Cường và chị giấu tên ở Tiền Giang rất là nhiều luôn. Con không biết nói gì hơn, xin kính chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc tràn đầy nha. Dạ, bà ơi, bây giờ con xin phép con về nha. Dạ, con sẽ gặp bà ở một cái dịp khác. Các bà ha, nếu mà bà cháu mình có duyên nữa. Mà cảm ơn các con, các chú Cường với gì, dạ, người cô người. Dạ. Đó. Một lần nữa Bắp cũng xin thay mặt bà khoanh tay cúi đầu cảm ơn tất cả quý bà của chú anh chị Mạnh Thường Quân đã cho đồng vòng tay mở lòng nhân ái giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Con không biết nói gì hơn, chỉ biết cầu chúc cho cô chú và gia đình thật là nhiều sức khỏe và vạn sự bình an. Và cũng không quên cảm ơn tất cả quý khán giả trong suốt thời gian qua đã luôn theo dõi và đồng hành những tập video của Bắp nha. Chúc cả nhà mình thật là nhiều sức khỏe. Cả nhà đừng quên bấm cho Bắp một like, một đăng ký, ủng hộ tinh thần cho Bắp nha cả nhà mình. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn cô chú anh chị ở những tập video tiếp theo. Bye bye. Con bye bye bà, con giờ bye bye.